Chào mừng em là đến với kênh sửa xe máy của mình. Thì hôm nay mình đang gặp một con xe Kushi của hãng Yamaha. Thì xe bây giờ đang báo lỗi và không nổ được máy. Xe đang báo lỗi và không nổ được máy. Thì bây giờ tôi sẽ để máy cho các anh em xem. Hiện tại bây giờ là đèn đang nhấp nháy, người đang báo lỗi anh em nhé. Và bây giờ tôi sẽ để máy. Như vậy là đề không nổ mạch máy và đèn nó cũng chết liên tục. Thì sau đây tôi sẽ dùng máy cho nó lỗi Motoken 7. Tôi sẽ kết nối với xe Kushi thì tôi đọc xem là cái lỗi này nó đang liên quan đến lỗi gì mà nó lại không nổ máy. Thì bây giờ tôi sẽ kết nối cái dây màu vàng là dây cam vào dây ca lai và tôi kết nối nguồn ắc quy trên xe thì tôi cần kiểm tra. Đối với những dòng xe Yamaha chắc là lỗi một dây thì anh em sẽ kết nối dây màu vàng chắc là cho anh em kẹp thêm nguồn ắc quy. Bây giờ tôi sẽ bật chìa khóa lên và tôi sẽ dùng máy Motoken 7 thì tôi đọc xem là lỗi này là lỗi gì anh em nhé. Đầu tiên anh em sẽ vào xe Yamaha, anh em bấm OK, sau anh em vào xe Kushi anh em nhé, bấm OK, anh em thấy chữ đọc mà lỗi thì anh em bấm OK luôn và đọc mà lỗi. Và bây giờ anh em đọc là bây giờ em tắt chìa khóa đi, tắt chìa khóa đi và anh em đợi 5 giây, anh em bật chìa khóa lên đây và anh em bấm OK anh em nhé. Như vậy là máy đang làm việc, vui lòng đợi anh em nhé. Rồi bây giờ sẽ tắt chìa khóa đi, máy yêu cầu tắt chìa khóa đi thì anh em tắt chìa khóa. Rồi sau anh em bấm OK anh em nhé. Như vậy là đứt và chậm cảm biến mạch, cảm biến góc anh em nhé, đang báo về liên quan đến mạch dây hoặc là cảm biến góc thì cũng chưa chắc là cái con cảm biến này đã hỏng. Cảm biến này thì lắp đúng rồi, không bị ngược, lắp vẫn chuẩn và tôi cũng đã kiểm tra. Và bây giờ cái con cảm biến này rất là nhiều tiền. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nguồn 5V, nguồn 5V và mát IC rộng và tín hiệu anh em nhé. Thì tôi sẽ kiểm tra xem là có nguồn cấp vào trong cảm biến chưa. Thì cái dòng xe này cảm biến của nó là xài nguồn 5V và nguồn do IC dập, IC cấp nguồn và mát thì do IC dập luôn anh em nhé. Như vậy là anh em để thí ý là cái dây màu xanh, xanh biển anh em ạ, là dây nguồn 5V và dây màu xanh đen là dây mát IC dập. Còn dây màu vàng xanh là dây tín hiệu anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đo cho anh em xem nguồn 5V và mát. Thì một anh đồng hồ thì anh em bật thang đo 20V điện DC, que đỏ đồng hồ thì anh em cho vào dây 5V nghĩa là dây xanh. Còn dây que đen thì anh em phải cho vào dây xanh đen là dây mát. Thì anh em nhìn thấy là bật chìa khóa lên, anh em nhớ phải bật chìa khóa lên thì anh em nhìn thấy là có 5V. Như vậy đã có nguồn mát và nguồn đã cấp vào cảm biến rồi, nhưng mà cảm biến không làm việc thì tôi cũng đã đo kiểm con cảm biến này đã hỏng rồi. Thì bây giờ cái con cảm biến này bây giờ làm sao được, nó mắc tiền mà xe thì không được mấy đồng, thì khách hàng có bảo có cách gì để không mất tiền nhiều hay không thì tôi cũng giả lập bằng cái biến trở anh em nhé. Cái biến trở rất là dễ, anh em mua cái biến trở này có mười mấy 20.000 thôi, nhưng mà anh em làm chất lượng việc giả lập được tín hiệu. Làm sao cái tín hiệu của nó thì bây giờ là anh em sẽ buộc cái dây 5V vào trong cái dây nguồn của cái biến trở. Tiếp theo là mát thì anh em sẽ nối vào mát. Còn lại là cái tín hiệu thì tín hiệu như thế nào là chuẩn. Thì anh em dùng đồng hồ anh em đo, anh em điều chỉnh biến áp làm sao cho cái tín hiệu của nó tầm khoảng độ 0.5, 0.6V là ok anh em nhé. 0.5 có nghĩa là nửa V, 0.6 có nghĩa là hơn nửa V một tí. Thì cái nguyên lý cảm biến trên xe cũng như vậy thôi. Khi mà xe thẳng đứng không bị ngã thì nó cũng khoảng 0.5, 0.6. Thì bây giờ tôi sẽ dùng đồng hồ. Một que đồng hồ tôi cho vào mắt sườn, một que đồng hồ tôi cho vào tín hiệu của cái biến trở. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh biến trở làm sao để tôi lấy được cái số vôn là khoảng 0.5 vôn hoặc 0.6 vôn là ok anh em nhé. 0.6 hoặc 0.5 là ok. Bây giờ tôi điều chỉnh đấy, anh em nhìn thấy đấy, 0.6, 0.5. Như vậy là ok rồi anh em nhé. 0.4 thì nó hơi thấp quá, anh em lấy 0.5 là vừa đẹp luôn anh em ạ. Đây, 0.5 là vừa đẹp. Và bây giờ tôi sẽ đấu vào dây tín hiệu gửi về IC. Và tôi sẽ tiến hành. Như vậy tôi nối xong rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là bật chìa khóa và để xem nó sẽ làm sao anh em nhé. Vâng, như vậy anh em thấy là đây vẫn chưa nổ rồi anh em ạ. Vẫn chưa nổ, khả năng là tín hiệu chưa đúng rồi. Tôi kiểm tra lại tín hiệu. Như vậy là tín hiệu bị sai.
tín hiệu của nó phải 0,5 được. Bây giờ nó lên 3V rồi là không được rồi. Thì tôi sẽ tiến hành tôi điều chỉnh lại cho nhé. Tôi sẽ điều chỉnh lại 0,5V là đẹp nhất. Thì sau rồi tôi sẽ điều chỉnh lại. Anh em cứ từ từ làm, không cần phải vội. Lấy đúng 0,5V cho tôi. 0,5 thì có thể đằng sau là bao nhiêu cũng được, nghĩa là 0,5 hoặc là 0,6 anh em nhé. Hoặc là 0,6, đây bây giờ 0,7 chưa được, chưa đạt. 0,6 tôi muốn số đẹp là 0,5 đi. Như vậy là 0,57. Rồi ok. Tôi đo lại một lần nữa. Nó vẫn đang lệch anh em ạ. Tôi phải điều chỉnh lại. Lấy được đúng 0,5 thì lúc đó xe sẽ nổ máy lại bình thường anh em nhé. Anh em cố gắng điều chỉnh và anh em lấy cái nguồn 5V này thì nó an toàn thôi nhé. Cái máy biến trở có vấn đề gì thì nó cũng không nổ máy thôi, nó không gây hại đến IC. Nên anh em yên tâm anh em nhé. Đây 0,5. Rồi ok. Giờ bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nổ máy. Tiến hành nổ máy anh em nhé. Ok. Như vậy là nổ máy mon lạnh. Như vậy là bây giờ là nổ máy mon lạnh rồi, xe không có rồi nữa. Việc anh em còn lại là băng keo lại và hút đi 0,5V. Hút đi lại ở trên xe thì là ok thôi anh em nhé. Như vậy là cái bàn bệnh rất là đơn giản khi mà anh em kiến thức và anh em có máy chuẩn đoán lỗi để anh em bọc lỗi ra. Thì nhà mình đang cung cấp tất cả các dòng máy chuẩn đoán lỗi trên thị trường, như là một kênh xe, một kênh 7, một kênh 8. Anh em cần thì liên hệ với mình sẽ cung cấp máy chuẩn đoán lỗi. Bây giờ sửa xe không có máy chuẩn đoán lỗi thì khó sửa lắm anh em nhé. Và những dòng xe là xe Yamaha này thì anh em không đọc lỗi thủ công nữa anh em nhé. Thì video hôm nay mình xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em cần máy thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp. Khi nhà mình cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.